quay lại nhưng năm 80, tôi nhờ bán bọ cạp trong núi, kiếm được số tiền lớn, nhưng nhanh chóng trong làng đã có người, tố cáo tôi buôn bán bất hợp pháp. Tiểu Phong à, cậu làm việc quá nổi bật, dễ khiến người ta ghen tị, hôm nay có vài nhóm người, đến chỗ tôi tố cáo anh, nói anh đầu cơ trục lợi. Thậm chí còn có người đề nghị cho công an vào cuộc, tịch thu tài sản của anh, rồi giam anh vài ngày. Thư ký Điền cháu biết chú quan tâm đến cháu. Đây là con ba ba lớn hoang dã mà cháu đã nói sẽ mang đến cho chú lần trước. Ngoài ra, lần sau đến cháu sẽ gửi tặng chú một thùng rượu mao đài. Chú hãy cho cháu một lời khuyên, xem có thể vượt qua khó khăn lần này không. Nghe tôi nói thế, thư ký Điền ngay lập tức sáng mắt lên. Một thùng mao đài 12 hai chai, cái này đáng giá không ít tiền đâu. Hơn nữa là hàng hạn chế, không có tiền nhiều thì không mua được. Tiểu Phong thằng nhóc này khá biết điều, Việc này, thực ra nói đơn giản cũng không phức tạp. Con bọ cạp này còn gọi là toàn trùng. Bản thân chính là một vị thuốc đông y. Xà ta vừa hay có chạy dược liệu, các loại giấy phép đều đầy đủ. Cháu chỉ cần gia nhập vào xí nghiệp này và trở thành thành viên của mười mốt nghiệp. Mỗi tháng đóng góp chút phí quản lý là được. Một khi cháu đã dựa vào tập thể, người khác sẽ không làm gì được cháu. Như vậy cũng được. Thư ký Điền, chú thật là cao tay. Vậy mỗi tháng cháu nên đóng bao nhiêu phí quản lý là hợp lý. Với tình hình của cháu, nói chung, mỗi tháng 2 triệu. Nhưng mà, Bây giờ cậu kiếm được nhiều tiền thì mỗi tháng đóng 5 triệu. Dạ được, thư ký điền, mọi việc đều nghe theo chú, có giấy chứng nhận này rồi, xem mai còn dám nói tôi đầu cơ trục lợi, mỗi tháng tiêu 5 triệu, giống như là đã mua được một lá bùa hộ mệnh rồi, con đường phía trước sẽ rộng mở hơn, vừa mới về đến cửa nhà, đã thấy vị hôn thê của tôi lưu lệ lệ, đừng đó với vẻ tức giận. Rõ ràng là cô ấy đã biết chuyện tôi bán bò cạp kiếm tiền. Lâm Tiểu Phong, anh đúng là kẻ lừa đảo. Nói dối như rươi, còn lừa tôi, nói không có tiền cưới hỏi. Giờ mỗi ngày anh kiếm được mấy chục triệu. Tôi hạn cho anh đến 7 giờ tối mai, giao tiền cưới cho bà Mai Trường Lão, hoặc trực tiếp đem đến gia đình tôi. Nếu không thì, tôi sẽ không kết hôn nữa. Anh đi cưới cô gái quê triệu tú nam của anh đi, nhìn cái mặt xấu xa của cô kia. Nếu không phải vì muốn cô và gia đình cô thân bại danh liệt, cô nghĩ tôi muốn diễn trò này với cô sao? Lưu lệ lệ, đã vậy thì, tôi cũng không giấu bạn nữa. Thực ra, tôi định xây nhà mới xong, rồi mới đón cô về nhà một cách đường đường chính chính. Cô cũng biết hoàn cảnh nhà tôi, chỉ có hai căn nhà đất cú kỹ, mưa lớn còn bị rột, nhà còn nhiều miệng ăn, nơi ở cũng không đủ. Nếu tôi cưới em, chẳng lẽ để em ngủ chuồng heo à? Lâm Tiểu Phong, đừng nói mấy lời vô ích đó với tôi. Trước tiên đưa xính lễ đã, sau đó trong ba ngày đi đăng ký kết hôn. Nếu anh không đồng ý, tôi sẽ đến xã tổ cáo anh lừa gạt. Lưu lệ, đừng có vu khống. Ai lừa gạt? Ngay cả tay của cô tôi cũng chưa chạm vào. Thế này nhé, thấy cô sốt sẵn muốn lấy tôi thế. Ngày mai tôi sẽ gọi điện đến chỗ làm của bố cô. Hỏi ý kiến chú Lưu xem. Tôi vừa nói xong, sắc mặt Lưu lệ lệ thay đổi đột ngột. Chuyện này, cô ấy vốn muốn giấu gia đình. Nếu để người lớn trong nhà biết thật, chắc chắn họ sẽ không đồng ý. Đừng có nói bậy. Sao anh có thể biết được đơn vị làm việc của ba tôi, còn biết cả số điện thoại nữa? Điều này có gì khó đâu, Triệu Chí Cường là hàng xóm cũ của cô mà. Anh ta nói cho tôi biết hết rồi, nhà cô ở đâu tôi cũng biết rõ ràng cái tên triệu trí cường này không phải đã kể chuyện của tôi với hứa thế kiệt đấy chứ cũng nói với lâm tiểu phong rồi chứ đứa con trong bụng tôi đã được hai tháng rồi nếu không tìm một kẻ ngốc tiếp nhận chuyện này sẽ bị lộ mất tưởng rằng lâm tiểu phong dễ bị lừa người vừa ngốc vừa thật thà nói vài câu là có thể lừa được rồi không ngờ tôi đã đánh giá thấp anh ấy tiểu phong tôi sai rồi tôi xin lỗi anh vừa rồi là tôi nhất thời xúc động không nên chút giận lên anh anh đừng để bụng nhé chúng tôi chỉ là quan hệ bình thường bạn bè mà thôi Mặc dù bố mẹ tôi có thành kiến với nông thôn, nhưng tôi có thể cố gắng thuyết phục họ. Tiểu Phong, tôi có ý kiến này, hay là chúng ta như thế này nhé. Lễ hỏi tôi không cần nữa, nhưng mà tôi sẽ tuyên bố bên ngoài là tôi đã nhận được xính lễ 30 triệu của anh rồi. Chút mặt mũi này, anh nhất định phải cho tôi. Đợi chúng ta đăng ký kết hôn, tôi sẽ tặng thêm anh một cái xe máy. Tôi tuy biết rằng Lưu Lệ Lệ này muốn lừa gạt tôi, nhưng không ngờ cô ta lại không có điểm dừng như vậy, để tìm một người thế thân hộ, không cần xính lễ, ngược lại còn chủ động tặng đồ cho tôi. Lưu Lệ Lệ, điều này không được, cô nhìn tôi trông giống người thiếu 30 triệu sao? Xính lễ nhất định phải có. Cô cứ yên tâm, Tiểu Phong, anh thật sự không cần quà tặng của tôi, anh nói lại lần nữa, em quan tâm là con người anh, nói về tiền bạc thì tầm thường quá, tình cảm của chúng ta trong sáng và đẹp đẽ, làm sao có thể đo bằng tiền được. Lưu Lệ Lệ thật không ngờ cô không chỉ có ngoại hình nổi bật mà tư tưởng cũng cao xa như vậy thật là đáng quý ghét quá đi cậu gọi mình là lệ lệ là được rồi tiểu phong chúng ta cứ quyết định như vậy nhé hôm nay cũng không còn sớm nữa về chuyện đăng ký chúng ta để hôm khác nói kỹ hơn yêu anh nha mơ mơ ơi ơi không thể trôi được trước mắt đã đến sáng hôm sau, hôm nay lại thu được 2 đến 300 cân bọ cạp. Theo tiến độ hiện tại, ước tính không đến 5 ngày, nhiều nhất đến ngày mai, bọ cạp này có thể thu hoạch xong. Sau đó tôi lấy ba bánh của công xã, kéo tư trăm cân bọ cạp, lại một lần nữa đến nhà máy rượu thuốc thần nông. Sau khi xử lý hết bọ cạp cho Lưu Kim Thành, hôm nay kiếm được 50 chục triệu tiền tranh lệch. Ngay sau đó tôi đến nhà bạn học cũ Mã Tiểu Khánh, chuẩn bị bàn bạc với anh ấy, kế hoạch kiếm tiền tiếp theo. Tiểu Phong, tôi đã nghe hết rồi, mấy ngày nay cậu kiếm được nhiều tiền làm đó. Tôi thấy, Người đầu tiên trong huyện chúng ta trở thành triệu phú, chắc chắn là cậu rồi. Tiểu Khánh, tôi lại có một ý tưởng kiếm tiền mới. Cậu có hứng thú cùng làm không? Chắc chắn phải làm rồi. Trong chuyện kiếm tiền này, cậu rất nhanh nhạy. Nào, Tiểu Phong, chúng ta ngồi xuống từ từ nói. Tôi định thu mua kim ngân hoa, rồi bán cho công ty dược liệu ở tỉnh. Kim ngân hoa, tôi nhớ, giờ đây giả thu mua hoa kim ngân ở xã. Cũng chỉ là một đến 2 triệu mỗi kg. Nhưng nếu anh muốn buôn bán lén, mà không có hóa đơn hợp lệ, rất dễ gặp rắc rối. Nếu mà bị bắt, không chỉ bị phạt tiền, thậm chí còn phải vào tù à. Yên tâm đi, vấn đề giấy tờ tôi đã giải quyết rồi. Bây giờ tôi đã liên kết với xưởng dược liệu của xã. Xã còn cấp giấy chứng nhận, không ai có thể gây rắc rối cho tôi. Giá thu mua của cửa hàng là 1,3 triệu. Tôi trả 1,5 triệu, bao nhiêu thu bấy nhiêu, 100 cân cũng không chê ít. Tiểu Phong, được đấy, cậu cũng khá lắm. Xem ra như vậy, chúng ta có thể làm lớn một trận rồi. Tiểu Khánh, tháng 9 này tôi phải lên tỉnh học việc học là quan trọng nhất vậy nên kiếm chút tiền tranh lệch là được rồi đây là 100 triệu cho cậu làm vốn sau đó mỗi khi thu được số lượng lớn mình sẽ thưởng thêm cho cậu còn việc thu ở đâu mỗi ngày thu được bao nhiêu đó phải xem bản lĩnh của cậu rồi tiểu phong vẫn là cậu tốt bụng tôi đã nói rồi mà cậu còn thân hơn cả anh em ruột của tôi thương mà nói người thường lên nồi hài thứ này một ngày có thể hái được khoảng 10 cân phơi khô rồi thì chỉ còn lại khoảng 5 cân chạy qua vài nơi ước chừng một ngày có thể thu được khá nhiều có vài nơi cũng có những trại thuốc chuyên trồng kim ngân hoa, dù sản lượng thấp. Một năm cũng có thể sản xuất hàng trăm kg trồng trên 3 năm. Sản lượng sẽ ngày càng cao, thậm chí mỗi mẫu có thể sản xuất 150 đến 200 kg. Tôi đã tìm người để hỏi, hơn 10 năm trước, tổng sản lượng kim ngân hoa toàn huyện đã là 200.000 kg. Bây giờ chỉ có thể nhiều hơn. Có thể nói, thị trường này khá là rộng lớn. Người xưa nói không sai, làm cước không bằng buôn thuốc, nếu thực sự làm được. Chẳng phải sẽ kiếm được tiền ngay lập tức sao? Vài chục tỷ có là gì đâu?